chú xôi xôi sáng mà chụp này. Đấy. Sao cười? Xinh gái thế nhở? Được ấy nhở? Kiểu như là dây vàng nhẫn bạc một dạ. Nó kêu là chứ còn mồm như ký này. Ui đây đây rồi. Đấy đấy đấy. Đấy cái này vàng rồi đấy. Gọng kính. À, nó chỉ là ống kính thôi. Ơ thì chú vừa nhìn qua cái này là cái gì? Cái này á? Trời ơi! Cái này nó là... GoPro. Rồi cháu biết là gì nữa. Camera quay hành trình đấy. Chú làm... quay đăng lên TikTok đúng không? YouTube. Đi một chuyến 2 đúng không? Tấm lòng 88 này. Còn thành từ rất to nhé. 88, 89 này. Đây nha. Đây rồi, đồng tiền xu nhé. Đồng tiền xu này. Quarter đô la nhé. Cái này 0,25 đô nhé. 0,25 đô quarter đô la. Vàng anh. Đồng tiền xu của Mỹ. Liberty này. Anh e dò lâu chưa? Dò này hả? Hôm nào anh được vàng đặt được. Thật á? Vâng. Bằng tây thôi. Tây. May may mới được. Không phải lúc nào cũng được. 66 này. Đây nhá. Được rồi. Được rồi, được đồng tiền xu. Tiếp tục lại một đồng tiền xu nhé. Tiền xu của nước nào thì không biết, toàn chữ ký tự. Đấy, giò kho báu gì ạ? Giò kim loại. Giò kim loại à? Ô đâu vàng thật đấy. Đi sang ơi, đây này anh giò được một đồng xu đây này bằng vàng. Xu này không biết cái tiền của nước nào nhỉ? À. Loại này có tiêu được không chị? Không biết được tiêu được không, anh cho em về để em làm kỷ niệm cho em có tiêu không. Cho chị á. Tiền thì nó phải có giá chứ làm sao lại cho được, đúng không? Đấy, đây là anh ấy được một thỏi thôi. Đó, là mình không cảm nhận luôn. Cái xu nhá. Hôm nay được 2 đồng tiền xu rồi. Tiếng kêu này. Có 950 thôi. Đây rồi nhá. Được rồi. Cái nhẫn này. Nhẫn có viên đá rất đẹp. Nhẫn bạc. Con kim loại. À giò kim loại đúng không? Đúng rồi. Không biết à? Này biết đúng không? Máy giò. Đúng giò kim loại. Mọi người đến rồi, chắc đầy người rơi đổ anh nhỉ? Cũng ít lắm. Cả nó cũng nguy hiểm nhỉ? Nếu mà lòi nó thì giấm vào cái chân tay cả. Đúng rồi. Nó báo ngay. Quá đừng. Nó sẽ báo lên đây. Đó, kho báu đây. À, lại gặp bé này ở đây rồi. Ừ. 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 Chú cứ đi lên rồi lại đi xuống. Chết rồi, gặp cháu là có vàng đây rồi.
Này cháu vừa trốn gì đây đây? Ở trốn gì đâu? Thế à? Để đào xem cái gì nhá. Vàng này. Vàng này chú chia cho nữa. Đây tôi nhận được vàng rồi, cháu có khi lại dầu to. Dầu to rồi. Ui, cục pin. Pin. Cục pin. Chú lấy không? Ôi vứt đi cháu. Pin này nó độc hại. Pin ơi. Có tiếng kêu nhá. Có một này. Đấy. Sóng to quá. Đây rồi. Wow. Có tiền rồi. Vàng rồi. Giàu to rồi. Thôi về nghỉ thôi. Khá tiền. Anh cứ một cái 750. Đây này, vừa dò phát được luôn này. Ngon rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Em bảo bắt con gì. Cái này chắc phải cả cây đấy. Thôi. Cho em xem nào không ạ? Ui giời. Xem chỉ án chừng xem được bao nhiêu tiền. Em chịu đấy. Nhưng mà em thấy có mấy số 9 rồi. Không biết. Được để đấu giá luôn. Đơn giản thế thôi, có tí phát là kiếm tiền ngay luôn. Đấy, chị thì nghiên cứu xem cái này bao nhiêu tiền. Đấy. Đấy chịu tối thì rõ màu rồi. Chùa tối thì rõ màu. Đấy. Cái bằng cây. Phải không? Ai mà thích giao lưu em bán luôn. Chị nào thích không? Nhìn nghi nghi lắm mà. Không được. Để về xem vàng hay là mấy ký nữa. Nhìn giống hàng giả lắm. Không biết là hàng giả hay là vàng. Nhặt cái gì ấy chị? Cỏ ốc ạ. Ốc. Đàn nhặt ít thôi nhá, biến nhà em đấy. Biển nhặt 2-30 con thôi. Vâng, em còn chưa được nổi chục con. 2-30 con thôi. Anh có nhìn thấy con nào không? Thấy. Máy này thì nó dò được nhanh hơn à? Máy này dò nhanh dò hơn. Dò được con ốc nhanh hơn đúng không? Được. Con ốc là màu vàng. Ốc màu vàng đúng không? Ừ. Ốc kim loại. Kim loại. Người ta biết thế, người ta lấy chồng ở đây luôn đi. Có phải ngày nào cũng có ốc không? Đúng rồi đấy. Lại được ăn cả ốc nữa. Không cần phải lo. Ừ. Ngày nào cũng được tắm biển miễn phí. Ôi trời. Tiếng kêu to quá. Không biết là cái gì mà to chói tai. 80 mấy. Này không biết cái này thì lấy đâu ra ốc mà bắt. Lên rồi nhá. Để hú mò xem cái gì. Wow. Cái này không biết cái gì. Cái là mắc quần áo rồi, nó cũng kêu áo. À? Mắc quần áo. Mắc quần áo. Nó là kim loại là kêu à? Kim loại. Thế yeah. Cứ kim loại là kêu. Nghĩa ra anh phải cho nó lọc đi chứ, phải vàng thì hắn kêu. Chị này thông minh đấy. Biển to. Nó kêu mà. Nó kêu tít tít tít. Vân ơi, đằng này sóng mạnh lắm, có thấy gì đâu. Ok,
Kim loại. Kim loại à? Ừ. Nắp luôn nhá. Nắp luôn. Bia. Để đau đi. Anh thôi chứ chú gì. Ta ít tuổi mày. Đấy. Năm nay em đến 32, 33 chưa? Trời ơi, sao cái này nó lại kêu được nhỉ? Nó có tí. Cái này mà cũng kêu được, mất công người ta. Tiếng kim loại là kêu. Con muốn thử nghe tiếng kêu. Con muốn thử nghe tiếng kêu đi đâu rồi? Hả? Tiếng kêu tít tít ra mẹ. Tít tít. Tít tít tít. Bác ơi, cái này nó kêu được anh. Chân chỉ là buổi tối ra đây dò thôi, chứ còn ngày là công việc tính làm khác nhỉ? Ngày làm khác, ngày chạy ô tô. Chạy taxi. Phục vụ du lịch. Taxi gia đình đấy. Mùa đông thì lại đi làm phế liệu, thu mua phế liệu. Quay ra sáng ở đây chẳng có mấy con ốc to to nhỉ, toàn ốc bé tí. Có nhưng mà hôm nào bão to mới có, đánh vào nhiều. Bão à? Ừ. Nay sóng bình thường ấy, ít. Buổi sáng đi ra đây thì có dễ thấy hơn. Ừ, buổi sáng thì thấy nhiều hơn. Sáng mai. Máy nó bỏ đủ vàng à? Ừ. Máy giò kim loại này. Hàng bát rồi đây. Đây. Đấy. Thấy chưa? Thấy nhẫn chưa? Ui. Đẹp chưa? Ba. Ba ba quý. Nhẫn nhá. Anh đi bắt cái gì ấy? Đấy. Nhẫn vàng. Bắt cái con nhẫn rồi, nhẫn vàng anh. Anh bắt được cái nhẫn sắt. Thì nó khổ. Nhẫn này. Kiểm tra xem. Đẹp không? Đẹp phết rồi. Cái này đừng múc kìa. Ghê. Còn gì? Đẹp vừa. Bé. Bé. Đấy, anh đang dò được cái này à? Dò thêm cái này rồi. Đấy. Kho báu. Kho báu, kho báu. Yeah. Sắp đây được đấy. Ở đây là máy giò ấy thật à? Cái giò đồ rơi thật à? Không. Máy giò kim loại mà. Cái giò rơi gì? Đây thì kho báu rồi. Hàng kiếm mấy chỗ thủ ở trên bình thường. Cái gì đây? Chia chia đi. Kim loại. Cái này dính móng. Dính móng. Dính móng. Dính móng. Chia đi, chia đi. Có bao giờ thấy vàng bạc kia không anh? Đây. Thấy nhiều. Bà Trương Minh An giấu vàng ở dưới biển ấy. Có không anh? Hiếm lắm. Móng rồng. Cái gì bác? Móng. Móc. Móng rồng. Hè vòng. Phòng cổ đấy.
55 nhé. Kim loại gì ạ? Nhấn kim cương đẹp quá. Kim cương đẹp nhờ? Quá đẹp. Nhấn kim cương đấy. Ai chơi nhẫn à? Nhấn vàng rồi, ai chơi nhấn vàng rồi? Không, cái vàng, 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 vàng trắng, vàng trắng, vàng trắng. Cái này cũng chưa biết nữa. Có giá trị đấy. Ai là chơi chắc này chỉ có chơi vàng thôi. Đẹp phết này. Đẹp phết. Đẹp phết nhỉ. Anh dò xem một viên nào nữa không? Đây, đi dò đấy à, đi dò tìm đấy à. Dò mà. Ở đây thì kiểu dò. Lâu lâu mới được thôi chứ không phải là nhiều. Không phải nhiều nó có không còn giá trị gì đâu. Ok, biết là dò được đã, biết là được nó thật không? Đẹp ha. Cái này đẹp, cái này của con trai. Đây túi cho anh. Đây túi cho anh, đâu chưa nào? Anh nghe hé thì cái nào? Có nghe nghe thôi. Bí mật không thể nói được. Trời, có em chỉ nhìn thôi. Khi có chị nào là vợ của em thì em mới thể cho biết được chứ. Còn bây giờ cho cả năm chị luôn. Năm chị luôn. Tiền đâu mà nuôi? Không cần nuôi. Hai ba chị anh gần được. Anh cứ tặng mỗi chị một cái cầu hôn là năm chị luôn. Không có giải. Đeo vào tay đấy, bị tụt đấy, bị sóng đánh thì tụt ngay mà. Năm ngày ngoái ông kia mà đi tụt cái đầy người đi bị nhân vàng. Thế mình đi thế mà em dò không được. Thế mà đi chân đây chả sờ thấy cái gì cả. Em đi dò từ nãy dò thuốc động viên đầu này. Đây này. Phải có máy mới dò được. Máy dò à. Phải mua máy dò mới anh được. Anh có thích các chị này. Anh ấy bảo đông quá không mua được. Năm chị thì phải chia ca ra là 3 hôm. Anh ấy chị okay. Để xin nhất nhà em. Chị này kìa hay quá. Đấy, chào chị nhá. Nó kêu ảo lắm mà. Thế chị nào mua thì em bán cho này. Để giao lưu luôn. Đâu có nào. Ôi nhiều thế. Nhiều chưa? Ôi nhiều ấy. Ôi. Ui nhiều cái vòng vàng này. Vòng vàng này. Mua thì em bán. Em chỉ có chuyện mà mua, có cho thì lấy chứ. Đây là vàng tây. Tây trong đấy. Đâu anh xem một cái nhẫn nào đẹp đẹp không? Hết rồi. Có đâu. Anh của anh bán này bao nhiêu tiền? 100. 100k. 100k. Cái này cũng 100 này. Thế là đấy đấy, bạc ấy. Bạc chưa này. Chưa chắc là bạc đâu. Bạc. Bạc, bạc. Bạc giò được chứ. Không còn đó thường. Hai cái 200. Thì nói chung là có duyên thì mới gặp mới bán không thôi. Còn đây có duyên đấy. Này ai mua dòng lại à? Đây. Chị đưa tay đây. Đây nó có chốt đây mà. Cầm cái không bị rớt mất máy thôi. 100 thứ. Cầm nhất em rồi gọi là hàng titan. Bán bao tiền anh? 100. 100 mà mua được. Đây. Em mua hay mua cái trên mà hàng sinh nhật ấy. Cái này nó của ca nó để ca thi này cũng đẹp ấy. Thì nó bán hơn 100.000đ. Cô đi nhung 160, 160. Có 2 cây 2 cái thôi còn em có rồi. Không mua. Không mua. Mua đi. Titan. Vừa mua vừa thế bán thế là anh? Vừa mua vừa khuyến mại rồi. Khuyến mại đi ạ. Đây là nhẫn nào. Nhấn đâu rồi? Nhấn đâu? Vậy ơi! Không, lòng bàn tay, lòng bàn tay! À đây. Chị lại cô Linh Thái. Đây, đây. Đó rồi, đây đang cầm... Ở thả bên đây. Nhấn này có viên kim cương đẹp này. Kim cương này. Kim cương gì? Kim cương Mosa... Mosanich. Mua đi. Mua bán như thế là bán rẻ rồi. Có mua đâu, này chị mua đi. Em có một cái rồi. Tại vì em không ít, không đeo vào. Tay đẹp thế này mà không đeo nó phí lãng phí quá. Đây này, cả nhà được chồng tặng mỗi cái này đeo. Ôi giời, chồng. Còn tổ ôi con. Ôi con. Sao? Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Vào cái xẻng ấy. Đứng lên con. Có gì con? Không sao ạ. Anh chị ở đâu đây? Thái Nguyên. Thái Nguyên à? Ủa, Thái Nguyên, trà Thái. Cái tuyên quang Thái Nguyên trà ngon lắm. Tiếp tục một đồng tiền xu nhé. 5 xu 5 hào rồi đấy.
Bây giờ là hơn 12 giờ đêm rồi nhá. Khách bây giờ về hết rồi. Và đến bây giờ còn có mấy người đi dò thôi. Nhiều khi đi dò như này cũng hơi sợ ma nhá. Con mình lang thang ngoài biển. Anh em nào mà sợ ma thì thôi đừng có làm cái nghề này. Vừa vứt áo mưa đi xong giờ lại mưa. Hello, xin chào các bạn nhé. Thì sau đây là cái kết quả đi dò tối ngày hôm qua của Vũ này. Vũ xin giới thiệu với các bạn nhé. Đây là chiếc nhẫn bạc này. Nhẫn bạc 925 nhé. Có viên đá rất là đẹp nhé. Đây. Nhẫn bạc nhé. Đây cũng là bên cạnh cũng là một chiếc nhẫn bạc nữ này. Chiếc nhẫn bạc nữ này. Có viên đá rất đẹp. Đá này không phải kim cương nhé. Nó chỉ là kim cương nhân tạo thôi nhé. Không phải kim cương thật nhé. Nó là đá nhân tạo. Đây là đồng tiền xu này. Cái này nó là 25 sen nhé. 25 sen đô la Mỹ này. Đây. Cái này không biết là ai đó đã từng đến Mỹ nên là có đồng tiền này và rơi ở Việt Nam nhé. Đồng tiền này ở Việt Nam không hề tiêu được nhé. Tiền xu này Việt Nam không có giá trị gì hết. Quarter đô la. Đây cũng là một đồng tiền có chữ Trung Quốc nhé. Trung Quốc hay là Thái Lan gì đấy, không biết là của nước nào nhỉ? Có số 5 lên. Số 5. Đây cũng là một đồng tiền làm bằng đồng hợp kim đồng. Cũng là chữ Trung Quốc nhỉ? Trung Quốc hay Hàn Quốc gì đấy, Triều Tiên gì đấy. Đồng tiền có cái lỗ ở đây, lỗ sâu dây. Và tiếp theo đây là một chiếc nhẫn inox nhé. Nhẫn inox có viên đá rất đẹp. Chiếc nhẫn này rất nặng. Nhẫn rất nặng. Đẹp. Không phải nhẫn vàng nhé. Người không có tiền mua vàng thì mua cái chiếc nhẫn inox này đeo cũng rất đẹp. Đây là một chiếc tắp mát bằng kim loại, chìa khóa xe rim nhé, chìa khóa này xe Honda này. Đây cũng là một chiếc tắp mát nắp lon nhé. Đây là chiếc mặt mì ký này. Hàng mì ký bán cũng được rất nhiều nhé. Giá ngọc. Đây là chiếc gọng kính bằng kim loại này. Đây là máy nó cũng báo kính kim loại. Đây cũng là chiếc mặt rồng, móng rồng bằng mỹ ký, hình con rồng mạ vàng. Cái này thì trẻ em hay đeo nhé. Và đây, đây là một chiếc lắc tay rất đặc biệt ngày hôm nay này. Nó đề là Cartier. Cartier nó cũng khắc dấu 750 nhé. Nhưng mà hàng này có đá này.
nhưng nó không phải vàng nhé, nó chỉ là lắc tay bằng inox và mạ vàng BVD nhé. Hay nói nôm na nó là mỹ ký thôi nhé, vàng giá nhé, không phải vàng thật. Rất là nặng luôn. Rất đẹp. Vũ xin dừng video tại đây nhé. Mọi người xem nếu thấy hay thì hãy like và ấn đăng ký kênh để đón xem những tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.